Bạn có thể dễ dàng thêm kênh vào danh sách kênh yêu thích bằng hai cách sau. Cách 1, chọn cùng lúc nhiều kênh. Bước 1, nhấn menu, chọn cài đặt. Bước 2, chọn quản lý kênh, chọn kênh yêu thích. Bước 3, danh sách tất cả các kênh sẽ được hiển thị. Chọn các kênh muốn đưa vào danh sách kênh yêu thích, sau đó ấn OK. Tên kênh sẽ chuyển sang màu vàng, thể hiện kênh đó đã được lựa chọn. Bước 4, chọn lưu để lưu lại danh sách kênh yêu thích. Cách 2, chọn một vài kênh để đưa vào danh sách yêu thích trong lúc đang lướt lịch phát sóng. Bạn đang ở kênh, bạn nhấn phím màu xanh lá trong tổ hợp phím màu, kênh được lưu vào danh sách kênh yêu thích. Khi có những kênh bạn không muốn xem hoặc ít xem, bạn có thể ẩn bất kênh như sau. Bước 1, nhấn menu, chọn cài đặt. Bước 2, chọn quản lý kênh. Bước 3, chọn ẩn kênh. Bước 4, danh sách kênh hiển thị trên màn hình, chọn kênh muốn bỏ qua. Và ấn OK, tên kênh được chọn sẽ chuyển sang màu vàng. Bước 5, chọn lưu để lưu lại danh sách các kênh muốn bỏ qua. Khi có những kênh không muốn để người khác xem được, bạn hoàn toàn có thể khóa kênh bằng cách như sau. Bước 1, ấn menu, chọn cài đặt. Bước 2, chọn khóa kênh. Bước 3, nhập mật khẩu bao gồm 4 ký tự, mật khẩu mặc định là 0000. Bước 4, chọn khóa kênh. Bước 5, màn hình hiển thị danh sách tất cả các kênh. Người dùng lựa chọn kênh cần khóa và nhấn OK. Tên kênh sẽ chuyển sang màu vàng đánh dấu kênh đó đã được chọn. Bước 6, chọn lưu để lưu lại danh sách kênh bị khóa. Khi muốn mở lại kênh này để xem, màn hình sẽ hiển thị kênh đã bị khóa. Người dùng phải nhập đúng mật khẩu mới xem được.